Duy Khánh, Mạc Văn Khoa và chúng tôi đến từ chương trình Giải đố đường phố. Và không biết là ngày hôm nay của các bạn như thế nào, nhưng mà đối với Duy Khánh và Mạc Văn Khoa thì cảm thấy rất là háo hức. Bởi vì ở đấy mình em thôi chứ. Dạ. Anh đâu có thấy háo hức đâu. Ủa chứ sao sáng gặp thấy cười quá cho cười. Sáng mà anh rất là buồn ngủ luôn á. Nhưng mà anh vẫn cười. Thế kiểu giả lại với em là em cảm thấy thế nào thì em nói là ngày hôm nay Duy Khánh cảm thấy háo hức. Chứ em đã biết tâm trạng anh như thế nào đâu mà tự nhiên em nói là Duy Khánh và Mạc Văn Khoa cảm thấy rất là háo hức. Ủa anh ơi, bình thường thì em thấy sáng sớm gặp em anh cũng chào hỏi vui vẻ, rồi bây giờ gặp gỡ các bạn khán giả nữa thì em nghĩ là anh cũng sẽ vui. Không, anh em là háo hức rồi, còn anh là hồ hởi. À, không được quý chụp đúng không? Ừ, anh có một cái cảm giác khác. Hồ hởi nó khác với háo hức. Em giới thiệu lại đi. Ok. Hôm nay không biết là các bạn khán giả cũng như là anh Mạc Văn Khoa như thế nào, nhưng mà đối với Duy Khánh, riêng một mình cá nhân Duy Khánh thì cảm thấy rất là háo hức. Còn anh Khoa cảm thấy rất là hồ hởi, cảm thấy rất là hồ hởi. Tốn thời gian quá. Hiện tại thì Khánh và Khoa đang có mặt tại một con phố có thể là ngọt nhất Hà Nội. Ngọt nhất Hà Nội. Đúng rồi, một con phố ngọt ngào, một con phố ngọt lịm, một con phố ngọt tới tận tim gan. Đó chính là phố Hàng Đường nhá. Em phải là người thích ăn phô mai không Khánh? Gì cười? Là sao? Mình đang đi kiếm ô mai. Ô mai. Ô mai ạ. Chứ phô mai. Còn phô mai thì em không thích ăn, còn ô mai thì em thích ăn. Nên là em thấy là giờ em thấy mới ghi là ô mai. Không, yên tâm đi, anh nói vậy thôi chứ anh sẽ dẫn em tới một cái hàng ô mai. Ở đây đây. Hello em. Han đi đâu đây ạ? Tụi anh đi đang đi quay chương trình đây. Dạ, giải đấu đường phố. À, em biết chương trình này. Vâng, em đã xem rồi, em có xem rồi ạ. Em có coi chương trình hả? Vâng, em có coi rồi. Thì em tham gia chung với tụi anh luôn không? Được. Ok. Giờ đi vô đây ngồi đi vô đây vô đây vô đây. Quay bao nhiêu số rồi mà hôm nay mới có tới người xin tham gia đấy. Có nghĩa là mình không có sự chuẩn bị đi kiếm người ta mà người ta đã kiếm mình rồi anh. Thế cảm ơn em đã yêu quý tụi anh. Bây giờ mình giới thiệu xíu về em đi. Dạ, em tên gì rồi em bao nhiêu tuổi và đang sống ở đâu? Dạ, em tên là Bùi Lê Bích Diệu ạ. Bích Diệu à. Em Hakatu, 19 tuổi ạ. Wow, 19 tuổi á hả? Vâng, em 19 tuổi. Trời ơi. Sao vậy Khánh ơi? Nhỏ dữ vậy trời. Ôi. Em mới sinh viên năm 2 thôi ạ. Trời ơi, là nhỏ hơn anh tức. Ôi trời. Khánh thôi đi. Em nói vậy khác gì thì anh không nói nhỏ hơn anh có con giáp. Là quá quá nhỏ. Nhưng mà em là người nghe giọng miền Nam thì chắc là à vâng, em ở Bình Định ạ. Em ở Bình Định. À là từ Bình Định ra ngoài Hà Nội học, vậy là cũng khá là xa xôi. Tại sao em lại chọn Hà Nội mà không phải là thành phố Hồ Chí Minh? Em học luật kinh tế ạ. Quê em thì mọi người hầu hết là sẽ vào Sài Gòn hoặc là ra Đà Nẵng hoặc là Huế. Nhưng mà em thì em lại thích Hà Nội. Em thích một cái gì đó nó cổ kính, nó hoài niệm. Nói chung là em là một con người thích sự nhẹ nhàng. Cho nên là em nói chung là em yêu Hà Nội lắm. Nói chung là ngoài văn hóa, kiến trúc, ẩm thực ra thì Hà Nội còn đặc biệt so với lại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh khác là về thời tiết. Có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ ràng, rất là nhiều người thì
ở trong miền Nam thì thích là muốn ra ngoài Hà Nội hưởng thử cái mùa đông của Hà Nội thế nào, rồi ra thử mùa thu lá vàng nhẹ nhẹ bay bay trên bờ hồ nó thế nào. Nó rất là nhiều cái mà chúng ta muốn khám phá, và ai mà đã tới, đã sống ở đây rồi thì có đi đâu rồi cũng sẽ rất là nhớ. À, em ở Hà Nội được bao nhiêu năm rồi? Tròn 1 năm ạ. Tròn 1 năm. Vậy thì cái bước đầu, khoảng thời gian đầu khi mà em đến với Hà Nội á, em có gặp những cái khó khăn gì không? Tại vì nó cũng là một vùng đất mới. Thì khó khăn thì đương nhiên cũng phải có rồi ạ. Như các bạn khác thì em nghĩ là khi mà đi nhập học thì sẽ có bố mẹ đi theo. Nhưng mà em thì đi một mình ạ. Em đi một mình từ Bình Định ra đây. Đi nhập học một mình, đi kiếm trọ một mình. Nói chung là đôi khi thì em cũng thấy cũng hơi tủi thân một tí, nhưng mà em nghĩ cái điều đó cũng tốt, nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn. Anh hiểu được cái cảm giác đấy, bởi vì anh cũng từ Hải Dương và đi vào Nha Trang học cao đẳng, là cũng ngay em từ Bình Định ra đây ấy. Và cái ngày mà giây phút mà bố anh chở từ nhà ra bến xe tới ngày hôm nay anh vẫn còn nhớ mãi luôn, là anh đeo một cái ba lô màu đen, bố chạy một con Dream để chở ra cây xăng ở ngoài thị trấn để bắt đầu bắt một chiếc xe đò để mà đi vào trong Nha Trang, hay là đấy đi có một mình à. Thì vừa ra tới cổng cái thì mẹ anh mới chạy theo, là mẹ anh mang một cái bát với một cái đôi đũa là đút vào trong cái cặp ba lô của anh ấy, nói là vào đấy thì có bát có đũa mà ăn. Ngồi trong cái phòng trọ anh ở với một người ở Bình Định và một người ở An Lão Bình Định và một người ở Hà Tĩnh. Thì lúc đấy là góp tiền vào đi chợ nấu ăn. Lúc đấy mà anh bỏ cái bát với đôi đũa của mẹ anh ra và anh ăn cơm thì anh khóc. Một cô gái mà nhỏ hơn Khánh gần một con giáp rồi thôi, nhưng mà cái suy nghĩ nhiều khi là rất là chứng chắn của tại em anh ấy, đôi khi nó hay non trẻ lắm, nó hời hợt lắm, nên là đôi khi là tham gia chương trình này nó gặp những người ấy, giống như là Khánh là đã trải qua cái thời gian xa nhà bao giờ chưa? Thật ra là như nè, thật ra là em đúng coi là em có một cái tư tưởng giống bạn này, là đến hồi này lúc khoảng 15, 16 tuổi em nói với bản thân em, đến đúng năm 18 tuổi em sẽ đi ra khỏi nhà và tự lập, tự kiếm tiền và sẽ không xin mẹ bất cứ một đồng nào hết, nếu có đói có khổ cũng phải ráng chịu. Và nói với mẹ là mẹ yên tâm, sau này con sẽ thành công và con quay về con lo cho ba mẹ. Thì đến năm 18 tuổi em dọn ra đi, em ở. Nhưng mà em đi được mấy ngày thì em về nhà. Em đi tới giờ á. Ghê vậy. Em đi ví dụ như là có khi không có nước, em muốn không có đồ ăn em ăn, em tìm đủ mọi cách để mà đi xin bạn bè hay là đi kiếm việc làm thêm. Thì nó rất là giống cái câu chuyện của bạn. Nhưng mà nhà mẹ em á, ở quận 9, em dạy luôn quận 7 em sống. Anh hiểu không? Là cũng xa đúng không anh? Thì em không biết là nó có thật sự xa lắm em. Vậy thật sự làm con ấy, làm mình là phận làm con ấy thì không quan trọng lứa tuổi bao nhiêu, dù chỉ là 10 tuổi, 20 tuổi hay là 6, 70 tuổi, thì cái người mà mình lo lắng và mình muốn phụng dưỡng nhất vẫn là cha là mẹ. Đúng rồi. Nghe quận 7 với quận 9 thì có vẻ gần, nhưng vấn đề là em sẽ định em đi có khi vài tháng em mới về thăm gia đình một lần, tại vì em muốn là ba mẹ đỡ bị lo cho mình. Ví dụ những khi mà em mệt, em bệnh hay gì ba mẹ nhìn một cái là biết liền à. Nên là thí dụ mà khi nào em khỏe nhất thì em về. Lúc này anh Khánh bảo là anh Khánh một tuần thì về một lần. Có tuần, em, có tháng thôi. Em thì chỉ cần Tết, chỉ có Tết với hè thôi. Tết với hè thì đó, nó còn xa hơn nữa nên khó về, anh hiểu mà. Em thấy các bạn em ấy cứ cuối tuần là các bạn sẽ bắt xe về quê. Kiểu lúc đó đúng, em cũng chạnh. Đúng rồi, bởi vì chạnh lòng luôn. Nhưng mà mình cảm thấy thế nào? Em thấy thì cũng, nếu mà các bạn về quê thì nói chung là em cũng hơi chạnh lòng một tí ạ. Nhưng mà lúc bạn mang quà lên này có đỡ chạnh lòng hơn không? Không quê đấy. Không biết là em là mạnh về lĩnh vực gì, luật hả? Vâng, kiểu về kiến thức xã hội. À, kiến thức trong xã hội thì... Nè đó. Rồi em chọn cái nào? Rồi em chọn cái này đúng không? Rồi. Rồi. Anh đọc hay em đọc nè? Thôi để anh đọc cho. Anh đọc cho nó hên. Mấy lần em đọc trước anh thấy không hên lắm. Gì hả? Ủa? Câu hỏi đầu tiên về lĩnh vực sinh học. Dạ rồi, em thấy bạn à đâu? Không phải sinh học. Câu này là đa lĩnh vực. Liên quan tới ba con người ở đây. Và đặc biệt là liên quan tới em luôn. Ghê vậy. Trong các bộ phận cơ thể người dưới đây, bộ phận nào có một đôi
A tim, B thận, C gan. Dạ, em chọn B ạ. Chọn B ạ. B là thận ạ. Thận. Vâng. Khánh em nghĩ sao? Dạ thận anh, dạ thận anh. Em ơi, em là MC, em cũng phải làm một cái gì đấy nó hồi hộp hơn chứ. Ờ, em chọn đáp án B là thận đúng không? Vâng. Ờ, còn gì bàn cãi nữa. Thận là đáp án chính xác. Rồi, tới với câu số 2. À, câu này về nghệ thuật nhá, về âm nhạc xíu nhá. Đàn bầu có bao nhiêu giây? A 1 giây, B 3 giây, C 6 giây. Em biết đàn bầu không? Khánh biết đàn bầu không? Em nghĩ 1 giây thì là không phải rồi. Em đang hình dung trong cái ra cái hình dáng của cây đàn đó. Hay là em liều đi ạ? Liều hả? Liều có ăn nhiều không? Liều ăn nhiều hay liều? Không, một cô gái mà một thân một mình từ Bình Định ra đây là đã cũng phải có máu liều rồi đó. Hay là em liều ạ? Em liều chọn... đúng không? Em còn một quyền trợ giúp nha. Em chọn ai ạ? Hả? Em chọn 1 giây ạ. 1 giây. Đàn bầu hay còn biết đến với cái tên là độc huyền cầm. Đàn có 1 giây duy nhất. Yeah. Giỏi quá, đúng là cô gái liều, liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều, anh nói rồi, đi từ Bình Định một mình ra đây làm sao mà không liều được. Dạ. Yeah. Câu số 3. Vâng. Câu này về khảo sát nha, một câu khảo sát. À, câu này cũng hơi khả năng là khả năng em cũng biết đấy. Theo khảo sát thống kê, họ Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam. Nghĩa Nhi Khánh ạ. Vậy họ nào phổ biến thứ hai? A họ Trần, B họ Lê, C họ Phạm. Bây giờ là em là họ gì này? Em họ Bùi ạ. Em họ Bùi. Anh họ Mạc. À, không có rồi đó. Đáp án không có rồi đó. Em nghĩ Phạm thì chắc là không phải rồi. Phạm cũng hơi hiếm đúng không? Thì hỏi xem thấy Phạm nhiều mà ta. Không, mình thấy vậy thôi chứ sau Nguyễn ấy là không, bên dòng họ nhà em là Phạm không á. Dòng họ nhanh đâu có ai họ Phạm đâu. À, dòng họ nhanh họ Mạc đúng không? Ừ. Ờ, quên. Mình phải xét thêm cái vấn đề chung ấy. Ví dụ mình quên. Dòng họ em là tại vì ở trên đẻ ra thì bây giờ mình xét ở trong làng này, trong làng rồi tới trong lớp rồi trong xã này, đa phần mình thấy họ nào nhiều ấy. Thế em nghĩ là đáp án nào? Em đang nghiêng về Lê ấy ạ. Lê hả? Tại vì ok, bây giờ mình vào 10 giây cuối cùng ha. Chương trình không có đưa ra thời gian nhưng anh tự đưa. À vâng. Ừ. Nói giỡn thôi, cho em cứ quyết định đi. 5 giây. Ủa 3 2. Ủa. Xin lỗi. Em chọn B ạ. B là họ Lê. Em chắc chắn chưa? Em cũng đang phân vân lắm nhưng mà thôi em chọn B ạ. Mà hàng xóm nhà em có ai họ Lê không? Mẹ em họ Lê ạ. À, mẹ họ Lê. À, có niềm tin. Họ Lê là họ phổ biến thứ hai, theo em là chính xác. Theo em thôi. Theo anh thì theo đáp án. Nhưng theo chương trình thì không. À, họ Trần mới là họ phổ biến thứ hai. Trong cuốn sách 100 họ phổ biến ở Việt Nam của nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2022 đã thống kê họ Nguyễn 31,5%, họ Trần 10,9%, họ Lê đứng thứ 3 8,9%, họ Phạm 5,9%. Rất là tiếc bởi này, vì họ nãy Nguyễn là bao nhiêu ạ? Nguyễn là 31,5. Ồ. Tại là còn rất là nhiều họ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Hơi hụt hẫng đúng không? Không sao. Một người con gái mạnh mẽ họ không hụt hẫng mấy khúc này. Mạnh mẽ nhưng mà đôi khi cũng có phải nỗi lúc buồn như là tối nay nè, là tối nay nè. Tối nay em sao mà buồn? Tối nay bạn nhớ lại khúc này mới buồn. Không, sáng mai ngủ dậy mới buồn. Rồi, cảm ơn em đã tới với chương trình. Như anh buồn nói đấy, mặc dù không nhận được 5 triệu tiền mặt nhưng mà mình vẫn có một món quà vô cùng là dễ thương và thú vị gửi tặng em. Đây là món quà tặng cho em. Đây. Yeah, wow. Một con thỏ rất là dễ thương. Đây, thỏ con chiên bánh vô. Ha. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình và anh cũng như anh Khoa.
Giải đố đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Sau khi nói chuyện với bé mình phải quay lại vấn đề chính của mình là đi cái ô mai. Đúng như vậy. Ý anh thì ô mai tiến thịnh. Đúng rồi đấy. Chú à? Con chào chú. Cho tụi con tham quan gian hàng ô mai nhà mình một xíu ạ. Tụi con mua mấy hộp mà đi ăn ngang đường cho nó tỉnh táo ạ. Dạ. Cái nào là ngon nhất chị có thể cho em thử được không chị? Ngon ạ. Mơ không hạt đúng không ạ? Dạ. Trời ơi. Ở đây là thiên đường ô mai mà. Ôi, đã luôn á. Nó chua. Cái này sẽ hơi mặn anh nhá. Mình dạ, không ăn được mặn thì. Cái này có gừng đúng không ạ? Vâng ạ. Cái này truyền thống. Đây là mơ gừng truyền thống. Mà cửa hàng mình thì mở được bao lâu rồi hả chị? Cửa hàng bên em, thương hiệu bên em là có từ năm 1937 ạ. Wow, mở từ năm 1937. Từ thời cụ em ạ. Thiệt đúng hả chị? Cụ em là người ra ô mai đấy ạ. Trời ơi, quá tuyệt vời. Là cửa hàng đầu tiên ở phố Hàng Đường luôn. Thiệt không hả chị? Vâng. Gần 90 năm rồi ạ. Vâng, gần 90 năm. Quá tuyệt vời luôn. Thôi, anh xin phép Khánh nhá. Xin phép quý vị khán giả này, Khoa sẽ ăn một cục phô mai. Phô mai, phô mai. Cục phô mai mà có công thức truyền thống gần 90 năm rồi. Wow. Lời chú nói ăn tới đâu nó mặn tới đấy chú à. Mặn lắm hả chị? Ồ. Em xin được một nhỏ nha. Rồi à. Mặn lắm. Em phải ăn cả cái quả đấy, đúng rồi. Nhai cuồng nhiệt lên rồi từ từ cảm nhận. Mặn nhiều. Thấy ô mai chưa? Ngon quá. Thấy vị truyền thống chưa? Cái này cái này không thể ăn cả quả được, cái này chỉ nhấm một xíu thôi. À, hôm nay là thật sự là rất là cảm ơn chú đã với chị đã cho con ăn một cái hộp ô mai lâu đời như thế này. Nói chung là tụi em rất là vui, tại vì bản thân em ở trong Nam thì em tiếp xúc rất là ít với những cái này, nên khi ra đây em chỉ tưởng là cao lắm là khoảng 3-4 loại thôi, nhưng tới thì thấy quá nhiều loại luôn. 100 loại thì có hả chú? Wow. Rất là nhiều loại ạ. Rất là đa dạng. Dạ. Vâng. Ngon quá. Làm một tấm hình ở đây chứ nhỉ? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, để dán vô trong cái cuốn sổ. Đây 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 em lại. Em xin phép chụp ở đây một tấm hình kỷ niệm nha chị. Dạ rồi. À đây rồi. Nào, nhìn mấy ảnh cười nào. Dạ rồi. Thôi. Em cảm ơn chị ạ. Oh my god. Nhầm. Sao anh có bị chấp niệm như có phô mai vậy? Bây giờ mình đi tìm người chơi tiếp nha. Ô mai thì cũng đã ăn rồi. Dạ, bây giờ người chơi tiếp đi. Bây giờ là 10 giờ sáng và thời tiết đang khá là nóng các bác nha. Hai anh em đi này thôi nhưng mà mồ hôi đang chảy tòng tòng luôn á. Bây giờ chỉ hy vọng là kiếm được nhanh người chơi tiếp theo. Tại vì nếu mà không kiếm được người chơi tiếp theo là sẽ đi vòng hồi lùm hồi kiệt sức luôn á. Thời tiết bây giờ đang quá kinh khủng. Chị đang đi đâu vậy chị? Lại quay chị ạ. Dạ dạ chị. Cô ơi, cô đang đi đâu vậy ạ? À, đi tôi mua ve chai vậy đúng không? Chị ơi, chị đang đi chợ. Chị có đang rảnh không? À, cô có thể mà chơi với tụi con một trò chơi không? Chắc là cô bạn đi, cô không tham gia được đâu. Cô đang bận. Tham gia trò chơi với tụi em không? À, đi chợ hả? Dạ, cảm ơn chị ạ, em chào chị ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, con chào cô. Dạ. Kiểu thấy sáng sớm nên các cô chú đang rất là bận á anh. Em không có dám lại hỏi rủ ta chơi. Đang bận buôn bán á. Dạ. Oh, hello mọi người là. Chào mọi mình người. Mình đang đi đâu đây? Đang ra Hà Nội chơi hay đi đâu? Bây giờ chụp ảnh cũng được nhưng mà với một điều kiện là tụi em bỏ ra tầm 30 phút chơi với tụi anh một trò chơi được không? Vậy thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái đoạn nào đó mình có thể ngồi được chơi nhá. Chào mừng tụi em đã tới với chương trình giải đố đường phố. Bây giờ trước khi chơi thì mình làm quen với nhau một xíu đi. Em là Phương Linh, em đang sống ở Vĩnh Phúc. Hôm nay thì em xuống đây đi chơi. Còn em? Em là Phương Ngọc ạ, đến từ Vĩnh Phúc ạ. Em xuống đi chơi ạ. Là đây là hai bạn bè, là hai chị em sinh đôi mà anh nhìn có vẻ giống nhau à? Ừ. Hai chị em. À, hai chị em ruột đúng không? Ai chị, ai em? Em là chị. Hôm nay thì hai tụi em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 20 tuổi. 20? Em 17 ạ.
Cô gái rất là trẻ trung và năng động. Vậy là em thì đã ra trường mà hiện tại đang theo học ngành nghề nào? Em đang học kinh tế quốc tế. Còn em mà đang học hay là 12 à? À, học lớp 12 à? Nhưng mà giờ chuẩn bị tốt nghiệp rồi thì em có định hướng là theo ngành gì không? Em theo ngành kinh tế quốc tế giống chị. Là cũng theo giống chị luôn. Bây giờ là hai chị em giống nhau rồi, làm chung tiệm tóc giống nhau luôn. Bây giờ học cũng giống nhau nữa hả? Em thấy nha, bây giờ hai bạn như anh nói đi, cái mặt cũng na ná nhau đúng không? Rồi tóc tai, rồi ngành học, rồi định hướng này nó cũng giống nhau. Vậy bây giờ anh muốn nghe thử coi là những cái, cả những cái áp lực thì tụi em có giống nhau hay không? Đó. Đã bao giờ một cái giây phút nào đó mà tụi em thấy là em rơi vào một cái gì đó nó bế tắc hay khó khăn trong cuộc sống hay những cái áp lực vô hình nào đó? Dạ, chắc em chia sẻ trước nha. Em thì nhiều lắm, nhưng mà kiểu em là người con người hay suy nghĩ nhiều ấy ạ. Có vấn đề gì em cũng kiểu suy nghĩ, mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà em kiểu... Chị thì là một người suy nghĩ nhiều, hơi tiêu cực xíu. Còn em thì sao, có giống chị không? Có. Hai chị em đều suy nghĩ giống nhiều nhau luôn rồi. Là có một vấn đề gì đó là hai chị em tập trung suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm luôn hả? Có ai chia sẻ với nhau không? Là hai chị em mà không ý là hay khắc khẩu với nhau hay là hay khắc khẩu đấy ạ. Giống nhau đây mà khắc khẩu với nhau hả? Đó. Nhưng mà cái vấn đề gì mà hai chị em mà cảm thấy là hay mâu thuẫn với nhau nhất? Cái đấy hơi khó. Em thấy cứ nói chuyện một lúc nào đấy không hợp nữa. Rồi sao mà căng thẳng quá vậy? À, cứ nói chuyện một lúc thôi là thấy không hợp rồi đúng không? Nhưng mà nói gì nói là chị em thì mình cũng thương yêu nhau mà đúng không? Vâng. Đó. Gia đình luôn là cái quan trọng nhất, cốt lõi nhất trong cuộc sống. Mình có đi đâu, đi xa, bao nhiêu, bao cây số, mình có làm nghề gì, ở phương trời nào đi chăng nữa, nhưng mà gia đình luôn là cái động lực mà lớn lao nhất, giúp mình có thể vượt qua được mọi thứ. Tới ngày nay em 20 tuổi rồi thì cái khoảnh khắc nào em cảm thấy là em buồn nhất? Chắc là em không đỗ vào trường đại học mà em mong muốn. Em biết là anh cũng thi trượt đại học á, năm đầu tiên á, đúng là cái cảm giác đấy sẽ là cảm giác mà mình hụt hẫng và mình buồn nhất. Dạ, anh cũng giống anh Khoa là ngày xưa em cũng ước mơ thi vào trường sáng điện ảnh. Thì đến năm mà chuẩn bị thi vô trường rồi thì em gặp vấn đề về sức khỏe và em không thể tiếp tục để học tiếp lớp 12 được nữa luôn á. Đó, đến khi mà sau một năm em hồi phục á, em nhìn bạn bè em buồn mà em chạnh lòng kinh khủng luôn. Cái khoảng thời gian đầu đời á, nó làm cho mình cảm thấy hơi buồn, hơi nản. Nhưng nếu em còn yêu thích, còn đam mê với cái đó, em cứ quyết tâm. Bảo đảm là trong tương lai em sẽ làm được với cái ước mơ mà em mong muốn nhá. Chơi đó, bây giờ chúng ta cũng bắt đầu chơi nha. Rồi, đây là bộ câu hỏi của tụi anh. Bây giờ là chị chọn hay em chọn? Đây, để vậy nè, đó, cho các bạn dễ chọn. Em chọn. Rồi, bây giờ anh Duy Khánh sẽ là người đọc cho tụi em. Thì tụi em sẽ có thêm một quyền trợ giúp. Em có thể hỏi anh Mạc Văn Khoa hoặc là hỏi những người xung quanh đây. Bây giờ sẽ là từng người trả lời một. Và khi người này trả lời thì người kia không được quyền giúp nha. Ok, câu đầu tiên dành cho em là: trong kỳ World Cup năm 2018 được tổ chức tại Nga, hệ thống trợ lý trọng tài bằng video đầu tiên được đưa vào ứng dụng. Hệ thống này có tên viết tắt là gì? A. VAR B. VCR C. VTR Câu trả lời của em là A. Thấy chưa, rất đơn giản. Câu hỏi tiếp theo: đất nước nào có diện tích lớn nhất thế giới? A. Trung Quốc B. Mỹ và C. là Nga. Nga. C là Nga đúng không? Em chính xác. Ồ, chính xác luôn đấy. Cái câu này dễ quá, đâu có cần phải tại Nga là một cái liên bang Nga là rất là to, là mình hồi nhỏ mình hay chơi gọi là gì, quả địa cầu đúng không, là mình cũng thấy được đó rồi. Ok, hỏi tiếp theo, sẵn sàng nha, vượt được hai câu là giỏi rồi. Từ nha: vị nào trong ba vị sau đây không phải là một vị cơ bản của tự nhiên? A là vị chua, B là vị cay và C là vị đắng. Cay. Thì cay em nghĩ là sẽ là tác động và tạo ra cay. Em tự tin với cái câu trả lời của em là bao nhiêu phần trăm? Chắc 60% vậy ạ. 60%. 60. Em ơi, anh nói cái này có thể sẽ làm cho em tổn thương. Nhưng mà em nghĩ 60% á là em đang thật sự chưa tin vào bản thân mình. Bởi vì cây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Em phải 90% trở lên cho anh. Em ơi, thật ra là vị giác của chúng ta bao gồm là các vị cơ bản như là vị chua, vị đắng, vị ngọt và vị mặn. Còn vị cay á là cái cảm giác đau, tế bào lưỡi cảm thấy đau khi ăn và não bộ tự động chuyển hóa nó thành vị. Và đó đúng là có sự tác động từ bên ngoài. Đó, trời ơi, giỏi quá. Rồi, chị xui thì em lọt nha.
Bây giờ em lọt giùm anh một cái nè. Câu thứ tư, trong thời kỳ Pháp thuộc, phố hàng đường gần đây nè có tên là gì? A. Rue du Sud. B. Rue de la Soie. C. Rue du Ritz. Sợ mình đúng ạ. À, chồng bây giờ giúp đúng không? Rồi, ok. Câu này anh có thể không biết, nhưng mà anh nghĩ là xung quanh đây ấy lại mấy cô mấy chú là gần hàng đường mà. Đấy, có thể là mấy cô chú mấy chú sẽ biết. Vậy thì bây giờ em muốn hỏi ai? Bất kỳ ai ở đây luôn. Mạnh dạn lên. À, rồi ok, vậy em qua hỏi đi. Đây để anh qua anh hỗ trợ cho. Thì cô có đồng ý tư vấn giúp tụi con không ạ? Dạ, vậy con đọc câu hỏi nhá. Trong thời kỳ Pháp thuộc, phố hàng đường có tên là gì ạ? A. Rue du Sud. B. Rue de la Soierie. C. Rue du Ritz. Pháp đấy thì có đường chưa rẻ. A. Louis còn chưa rẻ. Louis còn chưa rẻ. A. A hả? Chắc chắn không cô? Thế thôi, Louis thì biết làm sao được. Louis gần 65 rồi nhưng mà đã biết làm sao được. Nhưng mà sao cô chọn A vậy cô? Sao cô nghĩ là A? Cứ đoán là thế, tại vì là thật ngay đầu đường này thôi mà. Dạ, con cảm ơn cô dạ, nhiều nhá. Cảm ơn cô. Dạ, đây, đi về đây. Rồi, bây giờ mình về đây. Rồi, cô tư vấn cho em là đáp án A. Thì không biết là em có tin tưởng cô không? Em đã tin vào cô ạ. Một niềm tin rất lớn, không cần phải suy nghĩ hay nghĩ ngợi gì nhiều. Và anh xin phép hai em cứ ngồi đi nhá. Anh đứng dậy. Cảm ơn cô, đúng rồi cô ạ. Trời ơi, cô đã. Vậy hay vậy. Vậy là qua 4 câu rồi nha. Wow. Cô tư vấn đúng rồi đó, đúng là tên đó đó. Quá tuyệt vời, trời ơi. Rồi, bây giờ câu này sẽ là câu cuối cùng. Có nghĩa là như anh nói từ ban đầu, chúng ta chỉ có 5 câu thôi. Và bây giờ câu thứ 4 em đã vượt qua rồi. Thì bây giờ quay lại người chị nè. Trách nhiệm rất là nặng nề nè. Đó, nhưng mà giờ trước khi đến với câu số 5 đi, anh hỏi. Trong trường hợp mà bây giờ mình có 5 triệu, hai đứa em sẽ làm gì đầu tiên? Mà, em sẽ cho mẹ em luôn. Cho mẹ luôn. À, hồi nãy là đi cùng với mẹ hả? Ồ, một à, hai người con rất là hiếu thảo. Hy vọng rằng câu số 5 này sẽ vượt qua để gửi tặng mẹ 5 triệu đồng. Úi dồi ôi, anh nôn quá. Ok, tập trung nha. Rồi, từ câu trong 4 câu qua cửa sổ thì cái chữ câu đó là chỉ loài vật nào? A. Chim bồ câu. B. Ngựa. Và C. là chim cắt. Bóng câu qua cửa. Cứ phân tích nha, không vội. Thật ra là em nghĩ là chim, nhưng mà anh bảo là có những cái mà nghĩ như thế nhưng không phải vậy, chắc là B đi ạ. Em chọn đại không? Em chọn đại không? Em chọn đại không? Ngựa là một đáp án như thế nào anh Khoa? Em công bố đi. Anh giật mình quá. 5 triệu đồng thuộc về hai đứa em. Yeah. Để dành tặng cho mẹ. Yeah. Bất ngờ không? Trời ơi. Hay quá. Mà sao em, mà ý là con ngựa thì em tưởng tượng nó, cái hình ảnh nó làm sao con ngựa, bóng con ngựa đi qua cửa sổ hả? Không phải đâu anh, em loại bỏ hai đáp án chim rồi ạ. Em không nghĩ được gì nhiều đâu. À, nghĩ là đấy là một câu hỏi mẹo đúng không? Trời, hai bé mới ra Hà Nội một cái là lụm 5 triệu. Đó là sự bất ngờ mà những cảm xúc của mình không thể nào mình biết trước được. Và một điều một cũng rất là thú vị và đặc biệt, đó chính là chúng ta đã dành được 5 triệu đồng để như lời em hứa mình có thể ra tặng mẹ mình 5 triệu đồng. Yeah. Đây chính là 5 triệu đồng tiền mặt. Tiền mặt từ chương trình giải đố đường phố gửi tặng cho tụi em, bởi vì tụi em đã vượt qua được 5 câu hỏi của chương trình. Và một lần nữa xin chúc mừng tụi em. Yeah. Đây. Hai đứa cùng nhau cầm một cái nào. Đó, lấy dĩa. Thôi, và ngoài số tiền này tặng mẹ ra thì hai anh em tụi anh sẽ có một món quà đặc biệt tặng tụi em. Tụi em thích bài hát nào tụi anh sẽ hát tặng bài hát đó và sẽ có một màn pháo bông, pháo hoa để tặng tụi em. Thích ca sĩ nào cũng được, anh tự lựa bài cho. Hoàng Minzy hả? À. Thì màu gì hả? Rồi, ok, rồi. Bắt đầu nha. Anh từ trong nhà đi ra nhá. Rồi, 2, 3. Này thầy Tiêu ơi. Này thầy Tiêu ơi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tiêu ơi, là thì mau. Em không biết đâu, em cứ bắt đèn. Gọi mẹ thưa cha, ăn vạ cả làng. Cho em lấy chàng. Tình tăng ta tình tăng quê. Bye. Ok.
Rồi, cảm ơn tụi em đã tới với chương trình nhá. Chúc tụi em sẽ có những ngày đi chơi Hà Nội thật là vui. Yeah. À, còn chờ đợi gì nữa? Mang tiền ra tặng cho mẹ nào. Ok, cảm ơn tụi em nhá. Hôm nay rất là có duyên khi mà gặp tụi em ở đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yeah. Ok, rồi hẹn gặp lại. Cảm ơn rất là nhiều. Giải đố đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Coi như là sáng giờ cũng phải cũng hơn anh Nam mới. Đúng ngày đầu ngày mà có được hai bạn được 5 triệu rồi. Bây giờ là mình đi tìm khán giả đặc biệt tiếp nha. Dạ. Dạ hello. Dạ. Hello hello. Mình rất là thích hai bạn ấy. Ok. Hai bạn đang tham gia chương trình. Đây đây giải đố đường phố. Giải đố đường phố ạ. Thì bây giờ trên đường mình cũng đang đi kiếm người để rủ tham gia chương trình. Bạn có đang rảnh không? Mình đang dậy. Hay là bạn tham gia chung với tụi mình tí xíu không? Xin bạn khoảng chừng 20 phút thôi. Ok, rồi mình sẽ tham gia. Rồi. Ok, let's go. Rất là cảm ơn bạn đã nhận ra tụi mình. Bây giờ mình cũng xin làm quen với nhau tí xíu trước khi mà mình rủ bạn chơi ha. Rồi. Mình tên là Nguyễn Mai Hằng. Hiện tại thì mình 29 tuổi và đang làm ở một công ty truyền thông. Công ty truyền thông. Vậy là cũng là trong ngành của mình nhờ, trong nghề của mình đúng không? Nhờ. Có đã từng viết một bài báo nào không tốt về Duy Khánh hay là Mạc Văn Khoa chưa? Là có rồi đấy. Có hay không mình cũng sẽ không khai nha. Anh ơi, em nghĩ là cái buổi ngày hôm nay mình không có chơi tự nhiên đâu nha. Phải cẩn trọng là ăn cái nói của mình anh nha. Mỗi một lời mình nói ra là sẽ có thể xuất hiện trên một bài báo nào đó đó. Ok, bây giờ hỏi thăm tí xíu là hiện tại với cái công việc đó là bạn làm ở Hà Nội nhưng mà bạn bảo là bạn sẽ quay về quê. Em quê ở Nghệ An. Nghệ An, miền Trung. Miền Trung đúng từ rồi. Đây Nghệ An Hà Tĩnh. Đúng không? Đúng không? Cái này có biết nhưng mà chưa tới. Nhưng mà tại sao nói giọng miền Bắc chuẩn quá. Giọng Hà Nội rất chuẩn luôn. Hằng nói tiếng Nghệ An một câu đi xem là thử Khánh có nghe được không nhá. Đúng tiếng rồi. Nghệ An luôn á. Về nhà gặp bố này đưa sang thức Bắc cho bố này. Rồi xong là nói với bố câu gì để Khánh có dịch được không? Bố ơi, con mới mua mấy cái thuốc bắc về cho bố uống nước á. Bố ơi, con mới mua mấy cái thuốc bắc về cho bố uống nước á. Ai cũng dễ nghe mà. Anh đi hay thì? Anh đi hay nhỉ hả? Hay là ở đâu hả? Đâu là mua mà. Nhưng mà bạn đâu có gì mua đâu, bạn nói hay. Anh đi hay thì là gì? Anh này hay nhỉ? Rất là dễ thương ấy, kiểu ấn tượng ấy. Anh đi đúng không? Anh đi. Mà nói là anh đi hay là chứ không phải là anh đi. Anh đi hay hay. Hay hay là cò rửa mà không dịch được. Cò rửa mà không dịch được. Có vậy mà không dịch được. Cái câu mà không cần dịch nhất thì em dịch quý khác rồi. Có vẻ nó không dịch được. Sau một tuần làm việc có thể nói là làm công ty truyền thông mà thì không thể nào mà quy định giống như là làm nhà ngày 8 tiếng được. Yeah. Nó làm ngày làm đêm, đôi khi đang nửa đêm vẫn phải bật dậy để mà làm công việc đấy. Thì sau một ngày một tuần làm việc vô cùng gọi là áp lực đi, khi mà mình được về nhà ấy thì cảm giác của mình thế nào? Chắc là rất là hạnh phúc ạ. Hạnh phúc chắc chắn rồi ạ. Đúng rồi. Vâng, và cái giây phút hạnh phúc nhất đấy là pha trà cho bố mình ạ. Là mang cái này về pha trà cho gia đình. Hôm nay mà em ngồi để trò chuyện với tụi anh mà khoảnh khắc này em cảm thấy là may mắn, khoảnh khắc mà mình cảm thấy là trúng số nhất trong cuộc đời của mình. Ừ. Em nghĩ là khoảnh khắc em được ra đời. Bố mẹ em lấy nhau năm 19-21 tuổi, nhưng mà tận 8 năm sau mới sinh em ra. Tức là rất khó khăn để có thể sinh em ra. Gia đình em cũng không phải là một gia đình có điều kiện để mà có thể mình thích cái này, mình muốn cái này, mình sẽ được cái này cái kia. Thế nên là bố mẹ đã nuôi nấng em bằng tình yêu thương, bằng thời gian mà bố mẹ có cho mình. Và em lớn lên trở thành một cô gái sống tích cực và hạnh phúc hơn. Cuộc sống mình phải trân trọng cuộc sống và trân trọng cái khoảnh khắc mình được chào đời. Và khoảnh khắc đấy là nhờ ai? Nhờ ba, nhờ mẹ mình. Bởi vì em nói là đi đâu cũng được, hoặc là đi có xa cỡ nào thì cuối cùng đi một vòng lớn mình cũng phải quay trở về điểm bắt đầu. Đó là những người mà yêu thương bên cạnh mình vô điều kiện. Đối với em, ba mẹ đến bây giờ gia đình vẫn là cái gì đó rất là nhất. Và như là kể cả cái khúc mà em khó khăn thì người bên cạnh em vẫn là gia đình chứ không phải là bất kỳ ai trong cuộc đời này. Cái khoảnh khắc mà em nghĩ là em tuyệt vọng nhất chắc là khoảnh khắc mẹ em rời khỏi cuộc sống này và chỉ còn bố em ở lại. Mẹ
em mất được 3 năm rồi. Cái khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc mà em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải chịu những cái điều đấy, nhưng mà sau khi mà có bố cùng đồng hành với mình trong thời gian đấy thì mình ổn hơn và mình đứng dậy. Sau một cái thời gian chắc phải đến 5 rưỡi 2 năm thì em mới hoàn toàn ổn và tích cực trở lại. Anh hiểu cảm giác đấy, và anh hiểu trong mỗi chúng ta là con, rồi chúng ta cũng sẽ phải đón nhận cái giây phút đấy. Không, mình phải ở trong hoàn cảnh đấy thì mình mới hiểu được, còn mình nói ra thì mọi người cứ nghĩ là ai giây phút đấy cũng sẽ buồn thôi, nhưng mà quan trọng là mẹ lúc nào cũng sẽ ở bên em, lúc nào cũng dõi theo em, và bố luôn là người động viên em. Có một câu mà bố mình nói để giúp mình ổn hơn ấy, đấy là lúc mà bố mình hỏi là con có biết người mất thường sẽ đi về đâu không, sẽ đi về nơi mà trái tim của những người đang sống. Thế nên là mình nghĩ là mẹ con đang ở đây và vẫn đang luôn luôn đồng hành với mình. Thế là mình sẽ cố gắng để làm sao cho bố mẹ tự hào. Yeah. Anh chỉ nghe sơ thôi nhưng mà anh chúc mừng em, bởi em có một người bạn tuyệt vời. Đó là tâm lý. Tâm lý. Khánh với lại anh Mạc Văn Khoa chia sẻ câu chuyện đó với bạn. Ta hy vọng là chúc cho bạn luôn mạnh mẽ, bản lĩnh, và mọi thứ trong cuộc sống mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại vì cái chuyện kinh khủng nhất mình đã trải qua rồi, thì tất cả mọi thứ bây giờ nó sẽ chỉ là những cái gì đó nhẹ nhàng thôi nha. Cố lên. Mới trước em thôi, có hai bạn mới dành được 5 triệu mới mang số tiền tươi ra tặng cho mẹ luôn. Hy vọng này bạn Hằng của chúng ta sẽ lấy được 5 triệu. Nếu mà được 5 triệu thì mình sẽ đưa bố mình đi Đà Nẵng. Wow. Câu tiếp theo về động vật. Nhện có bao nhiêu chân? A6, B8, C10. Mình không nhớ lắm nhưng mình nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng 8 hoặc 10. Nghĩ thế chứ không thể 6 được vì nó dang rất là rộng ấy. 8 ạ. Con nhện 8 chân. Câu cuối. Danh y nổi tiếng thời Trần, thuốc Nam, thuốc Bắc, chuyên cần tinh thông, ngày ngày kinh kệ thong dong, mở trường dạy học cứu nhân độ người. Đoạn thơ trên nói về danh y nổi tiếng nào? A. Hải Thượng Lãn Ông. B. Lê Thị Liên. C. Thiền sư Tuệ Tĩnh. Em chỉ đang phân vân giữa hai đáp án. Hai đáp một án là Hải Thượng Lãn Ông chính là con đường này. Đây. Dạ, đúng rồi ạ. Và cái thứ hai nữa là Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đó là hai cái mà mình suy nghĩ sẽ chọn là danh y Hải Thượng Lãn Ông. Nếu mà sai thì bố đừng cười con nha. Không, bố em ấy nghĩ là lúc nào cũng sẽ rất là tự hào và khi nhắc về em thì mình ngồi con đường nào thì mình trả lời con đường đấy. Không phải tự nhiên mà chương trình lại đưa Khoa và Khánh tới con đường Hải Thượng Lãn Ông. Và tới con đường này thì mới gặp được em ở đây. Nó là một cái duyên. Tới ngày hôm nay ngồi đây nó đang là duyên lắm rồi. Anh ơi, em bị hồi hộp á. Đáng là gì anh ơi? Em hồi hộp quá. Con đường Lãn Ông. Dạ. Nhưng đáp án chính xác không phải là Lê Thị Liên. Đáp án C, Thiền sư Tuệ Tĩnh. Rất là tiếc. Tự nhiên bị tiếc quá, nãy giờ nói chung là bạn đã đi được 4/5 con đường rồi đó. Mà giờ đến cái phần cuối cùng luôn á, tự nhiên bị gãy, thôi buồn. Quan trọng là cảm ơn em đã tới với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, chúc mừng em và cảm ơn em ngày hôm nay đã có mặt ở đây. Bởi vì đây sẽ là một phần quà nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Em lận thì nó ra con này ha. Em lận ngược lại nó ra một con khác. Em lận qua, em lận lại, có nguy cơ bị rách nha. Lận ít thôi. Quan trọng là những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình thì sẽ luôn là mặt cười, chứ không phải là mặt này nữa. Và cảm ơn Duy Khánh và anh Khoa đã mời em tham gia chương trình. Cảm ơn Hằng. Giải đấu đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Chúng ta lại lên đường tiếp thôi em. Em tưởng hồi nãy bạn Hằng đó là bạn lấy được 5 triệu nữa luôn á. Trời ơi là trời. Ê, em thấy cũng trưa đó anh, bây giờ là 11 giờ hơn rồi. Em nghĩ là mình đi ăn cái gì đó đi rồi mình đi phỏng vấn tiếp nha. Đói rồi hả? Vâng, trời ơi 11 giờ rồi anh.
ăn cái gì mà đặc đặc trưng ở Hà Nội đi. Tại vì em ra đây á, em chỉ có ăn phở cuốn nè, cũng đậu mắm tôm rồi. Các em mới có đâu ăn quá nhiều. Giờ ăn cái gì mà nó lạ lạ thiếu đúng không? Vẫn ngon, đặc trưng ở Hà Nội đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. Ăn uống ẩm thực là nó nằm trong bàn tay của anh. Thì đó, hôm bữa anh dẫn em ăn bún thang là quá quá ngon, quá xuất sắc luôn á. Anh sẽ dẫn em tới một cái món em nghe thôi là em đã muốn ăn rồi. Đó chính là món chả cá. Chả cá, chả cá ngoài chợ mình mua về mình chiên lên không? Chả cá này chả cá khác, chả cá lá vọng đó em. À, ở trong Sài Gòn mình có ăn Nguyên Khang bán đúng không? Đúng rồi, đúng à rồi. Em ăn được một lần. Quán này ngon lắm mà, nói chung là ai ở quanh khu này ấy là đều biết tới quán này hết á. Ồ ồ được 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 được. Vậy cho em đi ăn món đó nha. Rồi, đi thôi em. Em đói quá rồi. Quán rộng quá. Đẹp quá. À. Hai bên là hai hàng cây trúc xanh mướt. Em nghe thấy tiếng của thực khách chưa? À em nghe rồi, em nghe rồi. Lu su đây. Ô, đừng vào đây. Trời ơi. Đông như vậy hả? Trời ơi. Wow. Ui mát thế. Chắc mình lên trên lầu đi ha. Ok. Cho xin phép gửi cá vào lòng ạ. Gửi anh hai cá vào lòng ạ. Này là cá lăng đúng không? Vâng ạ, cá lăng và lòng cá lăng ạ. Lòng cá lăng luôn. Dạ vâng. Món này chắc là món được nhiều người gọi nhất ở quán đúng không? Dạ vâng ạ. Hai món này là món chính là khách em hay dùng nhất ạ. Em sẽ hướng dẫn làm mẫu luôn cho anh nhá. Sẽ cho hành trước anh nhá. Chút thì là này. Một chút hành củ nữa. Rồi giải nước miếng luôn á. Thơm. Chỉ khoảng 3 đến 4 phút rau sẽ chín, cá với lòng sẽ lòng lên là anh sẽ dùng được. Em sẽ xin phép làm mẫu luôn cho anh nhá. Mình có ăn mẫu luôn không? Rau chín cú này, chút rau thơm lên này, chút hành trẻ này, đậu tương một chút, sau đó mình thêm lạc vào. Ăn được rồi đúng không anh? Dạ, em mời anh ạ. Mời anh Khoa, mời các bạn khán giả. Mời mọi người cùng ăn chả cá với Khoa nhá. Thơm lắm. Vừa ăn vừa nghe tiếng xèo xèo ở cái chảo đó, nó hấp dẫn. Ngon anh ơi. Cái lòng nó dai dai không nữa. Đi bộ nguyên buổi sáng tới chưa ăn được tô chả cá này. Mát lòng không? Mát lòng, mát dạ. No chưa em? Trời em no lắm luôn rồi đó. Em cảm thấy có ngon mồm không? Rất là ngon nhưng mà anh ơi nó nghe nè à. Bây giờ ăn xong rồi cái cảm giác của em là muốn đi ngủ thôi à. Nhưng mà mình phải cố gắng. Căng ra bụng trùng ra mắt mà. Bây giờ mình vào trong nhà nghỉ khách sạn đi. Mình kiếm cách đặc biệt đi chứ anh buồn ngủ. Không, vậy đó cái tập mình cũng một cái show khác anh. Nó là giải đố khách sạn á. Còn này giải đố đường phố là phải ra đường chứ không có vô được khách sạn đâu. Giờ trời cũng bắt đầu nắng nóng rồi đó. Thì nói vậy thôi. Thật sự anh em tụi em ăn rồi là sẽ có sức. Anh là Mạc Văn Khoa với anh Duy Khánh đúng không ạ? Ừ đúng rồi em. Hello. Lần đầu tiên em gặp anh bên ngoài đời. Anh cũng lần đầu tiên gặp em ngoài đời đấy. Dạ vâng, em đang đi ăn. Cá mà em ăn xong cái nữa chơi gắn được anh không? Chơi gì đường rồi? Sẽ có một bộ câu hỏi, 5 câu hỏi. Nếu mà em trả lời chúng hết á thì sẽ được 5 triệu. Bây giờ em có muốn chơi không? Em muốn là chơi với tụi anh trước khi ăn hay là ăn xong thì chơi với tụi anh? Chắc là phải vận động trí óc trước khi ăn cho nó ngon nhỉ anh ạ? À, ok. Nghe 5 triệu một cái là chỉ muốn chơi liền. Kiếm chơi không? Chơi không? Ok, đi, chơi luôn. Mày quá, tụi anh cũng không biết kiếm ai. Đang tính vào khách sạn ngủ giấc này. Giải đố đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia cùng với anh đánh đổi cả một buổi trưa của em luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ mình chơi xong rồi mình có 5 triệu xong cái mình ăn đây xong rồi mình ăn mình cảm thấy nó ngon hơn, đúng rồi ăn hơn. Rồi xong sau đó đi ăn cái chỗ khác nữa. Ăn nhiều bữa hơn ạ. Bây giờ anh hỏi luôn, nếu mà được 5 triệu thì em làm gì? Chắc là em sẽ đi mua quần áo ngay sau chương trình này. Bây giờ cho anh hỏi thăm xíu là em tên gì và bao nhiêu tuổi, hiện tại đang làm công việc gì nhỉ? Em tên Linh. Năm nay em 23 tuổi. Và em đang là MC ạ. Ủa? À, MC hả? Dạ vâng, em là MC eSports.
Ồ, là bài Khánh. Anh cũng tự giới thiệu anh với Khánh đang là MC đấy. Rất là áp lực á. Gọi là cái gì ta? Hữu duyên. Hữu duyên thiên lý ngang tương ngộ. Ừ. Dạ. Cái gì nữa? Dạ. Chi nhân chi diễn bất chi tắc không? Dạ. Không biết thì thôi anh cũng không biết. À vậy thôi bỏ đi. Dạ ok. Rồi, giờ hỏi thăm một xíu đi là cái công việc MC của em là làm được từ năm bao nhiêu đến thời điểm bây giờ bao nhiêu năm rồi? Em làm từ năm mà mình có dịch xảy ra ấy ạ. À là 2021. Vâng, 21. Ồ. Tính đến đây cũng hơn 2 năm rồi ạ. Thì em thấy tại sao mà em lại làm đúng năm mà bắt đầu có dịch? Dạ vâng, thực ra lúc đấy thì có dịch thì tất cả các ngành nghề cũng dừng hoạt động đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì dẫn giải đấu thì bọn em hay dẫn online, sản xuất online tại nhà được. Còn trước khi mà làm MC thì em làm công việc gì khác hay sao? Em là sinh viên. Đi học hả? Em đã 23 tuổi rồi. Em học trường gì? Em học Học viện Báo chí ạ. À, Học viện Báo chí, xong đó thì đợt dịch ấy thì mình dẫn online. Dạ vâng. Chuyên về mảng bóng đá hả? Bóng đá và game, thể thao. Ôi, vậy là hy vọng cho hôm nay em sẽ bốc được những gói câu hỏi mà nó liên quan tới lĩnh vực thể thao. Rồi cho anh hỏi thăm xíu là em là quê sinh ra lớn lên đây luôn. Em ở Hải Phòng. Ở Hải Phòng rồi xong rồi em học xong cấp 3 rồi sao em mới vào đây em lập nghiệp. Vậy là mới vào là có công việc ổn định rồi đó chứ. Bán riêng một cái là vô nghề luôn. Cũng gọi là có chút may mắn tí xíu. Ngoài cái mảng thể thao game này nọ, em còn mạnh gì thì cái mảng nào nữa không? Em có cái này gọi là gì nhỉ? Một chút tài lẻ, em hay ca hát. Hồi sinh viên thì em cũng hay đi diễn cho trường và cũng tham gia đóng một vài MV nhỏ. Có một chút ý là cũng sát. Tìm hiểu về diễn xuất. Vâng. Rồi âm nhạc thì nó nữa. Diễn ở đây thì khó làm tiểu phẩm vậy lắm. Thôi giờ hát bài đi ha. Diễn nó hơi lâu, giờ mình hát một đoạn đi ha. Chiếu ơi. Bây giờ trời đang rất là nắng, em hát gì bài về mưa đi. Anh ơi, em sợ chữ lắm. Đang quay mình đang đi làm. Bây giờ trời đang nắng. Bây giờ ở Hà Nội thì anh rất là thích bài Không Còn Mùa Thu. Biết bài đó không? Hả? Em không thuộc lắm. Ừ, vậy em hát bài nào em thử nha. Bài nào cái gì? Bài Amy gần đây đi ạ. Ok. Tại em không thuộc lời lắm. Không sao. Mình hát một đoạn thôi. Chứ hôm bữa anh cũng mời một bạn hát, bạn hát liên khúc 6 bài xong nó hết thời lượng của chương trình luôn. Trả lời tâm trí tôi đây hả? Vâng, cái câu đầu tiên của Mèo gì phải không? Tắt đèn đi không? Cái điều khúc qua cái đó là có mối dù là sao hôm nay lại gây ngông ngơ thế này, sao mà bây giờ đây? Trời đã gần sáng. Ủa là qua bài khác luôn hả? Cái đấy là bài khác, hai anh em là đang thảo luận bài khác. Không, bài bé nào à? Bé đề kỹ với em là nó hát bài mới. Thì em mới nói, nó quên cái lời bài mới thì em mới nhắc bé cái khúc đó. Ừ. Cái bé nhìn nào, bé nhìn em nha. Trời đã là cái bài đó ra 4 năm trước rồi. Ok, không phải bắt đầu được nha. 2, 3. Anh về đi nhé, anh về đi nhé, anh ơi. Đừng vui quá, còn về với em. Nhịp đồng hồ vẫn từng nhịp tích tắc. Mà sao anh chưa về? Về đi nhé, anh còn về nhé. Ok. Hay quá mà, ba lần là ba lần em vô một cái khúc khác, câu khác luôn, hay lắm. Thôi sao bạn ấy không có tập trung hát lắm. Bạn ấy tập trung vào những câu hỏi và những câu trả lời. Vậy chúng ta bây giờ không chờ đợi lâu nữa. Tới bộ câu hỏi luôn nha em. Dạ. Em hồi hộp quá anh ạ. Không sao hết, yên tâm. Không có câu nào dễ đâu. Lộn, câu nào cũng tương đối hết. Rồi, đây, trong bộ câu hỏi chúng ta còn có ba bộ. Ba bộ thôi. Mời em chọn bộ câu hỏi nào. Dạ. cái ngoài cùng hả? Vâng. Rồi, một xanh. Ok, câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Linh như sau. Đâu là tên dãy núi cao nhất thế giới? A. Everest. B. Pakdu. C. Kilimanjaro. Rồi. A. Ủa, là em không có suy nghĩ gì hết hả? Là cái này là kiến thức của em luôn rồi hả? Em nghĩ là nó nổi tiếng. Thực ra hai cái dãy núi sau em cũng chưa nghe bao giờ ấy mà. Nhưng mà em có tự tin nhất đáp án câu trả lời của mình không? Em tự tin. Thôi tự tin thì thôi, nói gì nữa. Đúng rồi. Chúc mừng em. À đúng rồi, anh cũng biết nó dễ luôn em. Thì đó. Tự nhiên em làm hồi hộp là tập anh với Linh hồi biết câu này luôn đấy. Và rất nhiều người quý vị khán giả biết luôn đấy. Ok, nãy em nói em không biết hai cái dãy núi kia đúng không? Thì anh sẽ chia sẻ để cho mọi người cùng nắm ha. Everest nằm ở giữa Nepal và Tây Tạng, cao khoảng 8.884 mét. Pakdu, núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên là khoảng 2.744 mét. Kilimanjaro là núi cao nhất ở châu Phi, khoảng 5.895 mét. Đó, rồi, ok. Bây giờ sẽ là câu tiếp theo. Đâu là loại cháo khác với các món còn lại? Có thích ăn cháo không? Em thích. Đâu là loại cháo khác với các món còn lại Dạ. A.
cháo heo, B cháo bò, C cháo vịt. Không rồi anh, không ở đây ạ. Không rồi em. Đâu giờ mình cùng phân tích đi. Anh cho em xin lại đáp án được không ạ? Ok, A là cháo heo, B là cháo bò, C là cháo vịt. Heo, bò và vịt. Heo, bò, vịt. Cháo vịt đúng không ạ? Hả? Vịt. Ừ, cháo vịt á, cháo vịt. Em chọn đáp án C. Tại sao lại là cháo vịt? Thì em nghĩ rằng là gia cầm, gia súc đúng không ạ? Thì vịt là... Vịt là gia cầm. Vịt là gia cầm. Nó là hoặc là con vịt thì có 2 chân thôi, còn con bò với con heo thì có 4 chân. Có đúng không anh? À, em chốt chưa thì anh mới nói được. Em chốt. Ok. Sau khi em chốt thì kết quả của em là em chọn cháo vịt là câu C đúng không? Vâng. Gì đấy anh? Anh ơi. Không, anh cũng không biết nha, anh không biết là anh không biết là câu này câu mẹo hay là câu gì đó. Hay là em chọn có nhanh quá không nhỉ? Không không, anh cũng nghĩ vịt á. Em rất tiếc bởi vì đó là một đáp án không chính xác. Là cái gì ạ? Đó là cháo heo. Bởi vì sao? Cháo bò là làm với thịt bò, cháo vịt thì làm với là cháo với thịt vịt, nhưng mà cháo heo là cho heo ăn. Cháo heo là cái tên ở trong miền Nam, còn ngoài Bắc người ta gọi là cám lợn. Đúng rồi. À, em hiểu rồi. Hiểu chưa? Kiến thức mới cập nhật. Đây là một câu hỏi mẹo. Nhưng mà yên tâm, mặc dù không lấy được 5 triệu nhưng sẽ lấy cái món quà còn đáng giá hơn 5 triệu nữa. Có một món quà sẽ gửi tặng em. Em tuổi con gì nhỉ? Em con rồng. Em con rồng đúng không? Vậy món quà cho em sẽ là con hổ. Đây là con hổ. Em ra. Nói chuyện vui nhỉ Khánh nhỉ. Rồi chúc mừng em nhé, cảm ơn em đã tham gia chương trình. Em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nhưng mà anh em cảm thấy bị chóng vánh á. An ủi phần nào anh ạ? Ừ, bây giờ thôi hát bài trước khi kết thúc đi. Dạ hát một bài. Hát hát đoạn cũng được. Dưng ngồi đây em hồi hộp quá em không nhớ ra lời bài hát. Thích cái nhạc ca sĩ này anh gửi bài hát luôn cho. Bài Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường hát cho anh bài Em ơi đi. Mày mơ đi anh. Mơ, vậy sao không nói từ đầu? Mày đi. Rồi em hát giùm anh bài mơ nha. Sương đã ngủ, động lại trên phiên lá rất xanh, mà tim em còn chưa thôi nhớ anh, nhớ mùa lặng lẽ trôi qua. Em nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay anh. Ủa hát đi em, trời ơi anh đang chuẩn bị ngủ để mơ luôn á. À anh diễn theo, anh diễn theo chứ không lẽ anh đang dẫn chương trình anh ngủ không? À anh diễn theo. Hát đi em, hai điểm khúc vừa điểm khúc này vừa điểm khúc luôn đi. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng sớm. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng sớm. Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim em từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Ta lại bắt đầu. Yeah. Anh ơi. Anh ơi. À anh diễn chưa thoát bài hả? Bị qua thoát bài đúng không? Anh đang mơ em hát ngắn quá, anh đang vừa vào giấc mơ cái bị tỉnh luôn á. Nhưng mà trong đó có một cái câu rất là hay và rất là hợp với em. Để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Ngày hôm nay có thể là kết thúc, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, nếu mà chúng ta gặp lại nhau, đó sẽ là một sự bắt đầu, một sự khởi đầu mới. Cảm ơn em nha. Bây giờ thì em lên em ăn chả cá tiếp đi nha. Chúc em có một bữa ăn thật là ngon nha. Mỗi lần nhìn con gấu này thì nhớ tới chương trình, nhớ tới tụi anh nha. Rồi. Giải đố đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Ta-da! Xin chào tất cả các bạn khán giả đang quay trở lại với chương trình Giải đố đường phố. Bản thân em thấy trong tập này thì em thấy thích điều gì nhất? Em thích cái format của chương trình của mình là mang tên là Giải đố đường phố. Nhưng mà thật ra nó không có chỉ tập trung vào cái chuyện giải đố đường phố mà nó còn có những nói chuyện với nhau, đúng. Chia sẻ, mình truyền tải những cái thông điệp đến khán giả với những cái cung bậc cảm xúc khác nhau và những câu chuyện khác nhau. Chữa lành nè, em thấy em cực kỳ bản thân được chữa lành. Dạ. Yeah. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon này, yeah. Có những con phố đẹp này, có những người chơi có câu chuyện rất là thú vị và đặc biệt là tất nhiên rồi, mình chơi trò chơi mà thì phải có người trúng thưởng, có một cặp mà chị em đã mang tiền về cho mẹ. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Rất là ý nghĩa. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình Giải đố đường phố. Còn bây giờ thì Mạc Văn Khoa, Duy Khánh, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh. Hả? Hả? Em chào anh. Hello em. Chào em.
Ra em đang hỏi ai, em đang hỏi ai? Là nhớ em là hai anh em mình có gặp nhau hả? Đúng, anh ngồi đó chỉ với em thôi. Đúng. Giải đố đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media.